Xin chào các bạn đã quay trở lại với Maxchannel. Đêm qua theo giờ Việt Nam thì Apple đã tổ chức sự kiện thường niên dành cho giới lập trình viên và các nhà phát triển của mình có tên là WWDC. Và trong chương trình năm nay thì chúng ta không có phần cứng mới nào hết, mà trong gần 2 tiếng đồng hồ của sự kiện này, hãng chỉ giới thiệu về phần mềm mới mà thôi. Trong đó nổi bật nhất là iOS 10. Có nhiều bạn cứ hỏi Maxchannel là có livestream sự kiện hay không, tại sao lại không làm trực tiếp sự kiện, vì đơn giản là năm nay có nhiều tin đồn là chúng ta sẽ có Apple Watch 2 hay là MacBook mới. Thế nhưng tất cả đều rất mập mờ và không đáng tin, và đây chỉ là sự kiện để làm tiền đề cho đợt ra mắt sản phẩm vào tháng 9 sắp tới mà thôi. Thế nên là mình đoán cũng chẳng có gì quá hấp dẫn để chúng ta phải dành gần 2 tiếng từ 12 giờ đến gần 2 giờ sáng chỉ để ngồi xem những thứ không thực sự cần thiết cả. Mà sau đó thì mình đã phải nghĩ lại. Nào, còn bây giờ thì các bạn hãy cùng mình điểm qua những điều đáng chú ý diễn ra đêm qua. Tuy không có phần cứng mới nhưng mà Tim Cook vẫn tự tin và giới thiệu đây sẽ là sự kiện WWDC lớn nhất của Apple từ trước đến nay, và toàn bộ quy mô của nó đều đến từ những sự nâng cấp mạnh mẽ về phần mềm. Mà mình nói thật là WWDC năm ngoái nào chả là lớn nhất từ trước đến nay, vì hầu như cứ đổi mới là có nghĩa lớn hơn năm ngoái thôi. Quay trở lại với WWDC năm nay, quay trở lại với WWDC, đây là sự kiện lần thứ 27 liên tiếp, và về cơ bản là chúng ta có 3 thứ mới trong đêm qua, đó là watchOS mới là 1 này, OS X mới là 2 và cuối cùng là iOS mới. Về watchOS 3.0 mới thì chúng ta không có nhiều điều để nói ngoài việc là nó hoạt động nhanh hơn gấp 7 lần so với phiên bản cũ hơn, bổ sung thêm nhiều tính năng cho phép chúng ta tùy chỉnh giao diện sâu hơn và các thao tác cũng dễ hơn. Để làm được điều này thì rất đơn giản, Apple chỉ cần bỏ cái thói ích kỷ đi, cho phép ứng dụng bên thứ ba được lưu trên bộ nhớ của đồng hồ song song với các app built-in, và các tính năng update cũng như là refresh tự động cũng được chạy nền. Đáng chú ý hơn là chúng ta có thêm thanh công cụ keyword lên và có thêm cả Control Center tương tự như trên iOS để thao tác tắt mở Bluetooth, Wi-Fi hay là bật chế độ máy bay bà cụ nhanh hơn, vân vân. Ngay cả giao diện của Apple Watch qua bản OS mới này cũng có một số cập nhật nhỏ nhỏ, cho phép chúng ta thay thế một số mặt đồng hồ mới chỉ bằng cách vuốt qua vuốt lại hay là tùy chỉnh sâu hơn được vào giao diện đồng hồ. Và tính năng mới hay ho nhất nhưng theo mình là nó hơi phế Việt Nam, đó là nút bấm khẩn cấp. Nếu chạy watchOS 3.0 thì khi gặp nguy hiểm chúng ta chỉ cần bấm và giữ nút ground ở cạnh bên là nó sẽ đếm ngược vài giây, sau đó sẽ thực hiện cuộc gọi khẩn cấp tùy theo nơi bạn đang ở. Ngay sau đó đồng hồ sẽ tự động chuyển sang màn hình hiển thị thông số sức khỏe của người đeo. Điều này sẽ rất tiện cho các bác sĩ trong trường hợp cần cấp cứu. Nhưng mà ở Việt Nam thì còn phải tùy xem trường hợp khẩn cấp của bạn là gì nữa. Chưa kể là đâu phải cứ gọi 113, 114, 115 là xong đâu. Nói chung là ở Việt Nam thì nó hơi phế một tí. Tiếp theo chúng ta đến với OS X mới. Mà không, từ bây giờ phải gọi nó là macOS. Vì kể từ sau sự kiện đêm qua thì Apple đã chính thức đổi tên hệ điều hành máy tính của mình từ OS X thành macOS. Lý do của họ thì vô cùng đơn giản, chỉ là để đồng bộ hóa với các hệ điều hành khác của mình như là iOS, tvOS và watchOS. Giống như kiểu có tin đồn là Samsung sẽ không có Note 6 mà lên thẳng Note 7 chỉ để đồng bộ với Galaxy S7 và S7s. Và sau khi có phiên bản OS X El Capitan thì macOS mới nhất sẽ có tên là Sierra. Lập trình viên có thể tải luôn hôm nay, còn người dùng bình thường thì sẽ được thử bản beta vào tháng 7 tới. Trong bản Sierra nâng cấp thì chúng ta cũng có một số thứ mới, đó là về Siri. Thực ra thì cũng đơn giản thôi, họ mang Siri lên macOS và cho phép chúng ta giao tiếp được với chiếc máy Mac của mình bằng giọng nói, hỏi nó vài câu hỏi và ra lệnh cho nó tìm vài thứ trong hệ thống. Được cái là khá tiện lợi, ví dụ như là khi cần tìm một file gì đó thì chỉ cần hỏi Siri, nó tìm ra thì chúng ta có thể tương tác trực tiếp với cái file đó luôn, vân vân. Còn lại thì tương tự như trên iOS. Thứ hai đó là tính năng mà theo mình là rất giá trị, đó là Universal Copy. Đơn giản thì đây là tính năng cho phép chúng ta copy cực nhanh nội dung từ iOS sang macOS và ngược lại. Ví dụ như là đang lướt Facebook trên điện thoại mà chúng ta thấy một đường link thú vị thì có thể copy thẳng sang Mac để xem trên màn hình lớn, hoặc là ngược lại, copy link ảnh nội dung từ macOS sang iOS để tiện cho việc hành động chẳng hạn. Nếu như mà các bạn hiểu ý mình. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có 2 giải pháp tối ưu dung lượng lưu trữ mới, kế đến là Apple Pay hỗ trợ thanh toán qua web. Cái này thì có lẽ là cũng ít bạn quan tâm. Về giao diện của macOS Sierra cũng có vài điểm mới, ví dụ như là các cửa sổ ứng dụng có thể chia theo tab này. Thứ hai là Picture-in-Picture, tương tự như trên iOS 9 cho phép chúng ta xem video ở dạng một cửa sổ nhỏ trên màn hình, giống như tính năng trên một số mẫu iPad. Thế thôi. Ngoài ra thì Apple cũng giới thiệu tvOS mới của họ, nhưng cái này thì mình xin phép bỏ qua vì nói về macOS đã là hơi lạc đề so với chủ đề chính của Maxchannel là công nghệ di động rồi. Mà còn nói sâu cả về TV nữa thì có lẽ là Maxchannel sẽ chuyển thành Mac điện máy mất. Nhưng mà dù sao thì Tim Cook cũng có chia sẻ là tvOS của họ sẽ là tương lai của con người với cách xem TV. Và cuối cùng chúng ta hãy đến với điều đáng mong chờ nhất, đó là iOS 10. Quả thực nếu Apple nói đây là WWDC mới nhất, kể cả năm sau có không lớn bằng năm nay thì cũng là điều dễ hiểu khi mà iOS 10 của họ có tới 10 cải tiến lớn mà trong đó là hàng chục, có khi đến hàng trăm cải tiến nhỏ hơn. Nhưng trong khuôn khổ video tổng hợp sự kiện thì mình sẽ chỉ nói sơ qua thôi. Chi tiết hơn chúng ta sẽ có một video riêng và chắc chắn là nó sẽ khá dài đấy vì có quá nhiều cái mới. Chúng ta có 10 cải tiến lớn nhất. Đầu tiên là về màn hình khóa. Vâng, lần đầu tiên trong lịch sử iOS chúng ta có tới 3 màn hình khóa chứ không chỉ một. Ở trang chính sẽ là không thông báo được bo tròn với nền trắng, khá giống với watchOS. Tại đây chúng ta không chỉ xem được thông báo ngắn gọn thông thường mà còn xem được cả nội dung chi tiết hơn của thông báo đó nữa. Vuốt sang bên trái sẽ là màn hình khóa mà ở đó sẽ hiện lên các widget mà chúng ta thường dùng, ví dụ như là thời tiết này, lịch, những gợi ý của Siri, và ở trang cuối cùng khi mà vuốt sang phải từ màn hình khóa chính sẽ là camera thay vì vuốt từ góc dưới lên trên như trước nữa. Rất tuyệt vời và khá giống nhiều bản Android được tùy biến. Tuy nhiên có một nhược điểm nho nhỏ, đó là trong một số trường hợp thiết bị sẽ yêu cầu chúng ta bấm nút Home để mở khóa thay vì chạm vào Touch ID như là bình thường. Nhưng mà hầu hết là chúng ta vẫn không có gì thay đổi. Tiếp theo là về Siri. Vâng, hầu như lần nâng cấp nào Siri cũng có cái mới cho chúng ta nghịch. Nhưng mà lần này thì Apple đã mở Siri cho phép các lập trình viên bên thứ ba sử dụng. Có nghĩa là từ iOS 10 trở đi, các phần mềm của bên thứ ba có thể tận dụng khả năng nhận diện giọng nói đỉnh cao của Siri và gán được thêm nhiều lệnh hơn. Ví dụ như là bảo Siri bật Instagram lên rồi ra lệnh cho Instagram chụp ảnh rồi lệnh cho nó chọn bộ lọc, rồi đọc luôn caption và chia sẻ luôn, gần như không cần phải đụng tay vào nữa. Ngoài ra thì Siri cũng thông minh hơn trong việc lọc nội dung tin nhắn đến của chúng ta, từ đó đưa ra những gợi ý rất thiết thực. Điều ấn tượng thứ ba đó là ứng dụng photo thú vị hơn. Nếu trước đây trên iOS chỉ là chỗ để chúng ta vào xem lại ảnh thì bây giờ nó đã được trang bị thêm trí tuệ nhân tạo, nhận dạng gương mặt tự động, cho phép tạo ra những video slideshow từ ảnh mà chúng ta đã chụp, có thêm nhạc nền và hiệu ứng chuyển cảnh, vân vân. Cái này thì trên Android chúng ta đã có khá nhiều rồi, thậm chí là cùi bắp như là trên BlackBerry 10 ngày trước cũng đã có sẵn luôn. Được cái mới là iPhoto sẽ nhận dạng được cả địa điểm và thời gian chụp ảnh để tạo thành những album riêng tùy theo sự kiện đã diễn ra. Cái này thì theo mình rất là hay. Thứ tư là ứng dụng HomeKit. Cái này thì ở Việt Nam chắc chắn sẽ hơi phế vì chúng ta chưa có nhiều sản phẩm nào hỗ trợ nền tảng này từ Apple. Trước đây thì HomeKit chỉ là một nền tảng để quản lý tất cả những đồ gia dụng, tiền đề cho Internet of Things mà Apple đang hướng tới. Và bây giờ thì đã có một cái ứng dụng riêng được cài sẵn trên iOS rồi. Và bên nước ngoài thì cũng đã có rất nhiều hãng hỗ trợ nền tảng này của Apple cho nhà thông minh. Thậm chí còn có cả một khu vực riêng trong Control Center để điều khiển các thiết bị trong nhà. Điểm mới thứ 5 là ứng dụng bản đồ nhiều tính năng hơn, có thêm các extension cho phép chúng ta cài thêm các công cụ khác và tích hợp vào Apple Map qua các extension đó. Ví dụ như là cài thêm app đặt bàn ăn, nhà hàng, đặt phòng khách sạn ngay trên Apple Map chẳng hạn, sẽ rất là tuyệt lợi. Điểm thứ 6 và là một trong những cải tiến mạnh nhất đó là ứng dụng nghe nhạc. Có giao diện chơi nhạc hoàn toàn mới, đơn giản, dễ nhìn hơn nhưng cũng vẫn đầy màu sắc theo đúng phong cách của Tim Cook. Dịch vụ Apple Music được tích hợp sâu và chặt chẽ hơn với nhiều tính năng mới và thú vị. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy là có khá ít bạn sử dụng dịch vụ này, thế nên là với phần lớn những ai không mua Apple Music thì thứ thay đổi nhất chỉ là giao diện nghe nhạc mà thôi. Mà có cả hiện lời bài hát nữa nếu như bản nhạc đó có tích hợp bên trong. Thứ 7 đó là Apple News. Ứng dụng phế phẩm nhất trên iOS với hầu hết tất cả người dùng ở Việt Nam chúng ta, thế nên là bỏ qua đi ha. Dù sao thì nó cũng có cái mới và có thêm thông báo tin nóng kiểu như là tin nhắn hay là email ấy. Cái thông báo nó sẽ kiểu như thế. Tất nhiên là chỉ khi bạn đăng ký nhận tin từ báo hay là tạp chí nào đó. Cải tiến thứ 8 là về bàn phím. Cái bàn phím ảo của iOS 10 có thể tự động nhận diện ngôn ngữ mà chúng ta đang gõ mà không cần phải chuyển thủ công bằng cách bấm vào cái hình quả địa cầu nữa. Chưa hết, nó có thể tự động nhận diện chữ mà chúng ta đang gõ và cho phép thay thế bằng emoji nếu muốn. Ví dụ như là bạn đang nhắn tin cho gái là anh yêu em thì nó sẽ nhận ra chữ yêu có thể thay bằng hình trái tim. Khi đó thì chỉ cần bấm một cái là nó sẽ tự thay đổi luôn. Cái này thì nó gọi là tính năng Tap to Replace. Rất hay. Đấy là mình ví dụ thế thôi chứ chưa biết là khi nào nó mới hỗ trợ tiếng Việt. Thứ 9 là ứng dụng gọi điện đã được mở cho bên thứ ba sử dụng. Có vẻ như năm nay Apple đã không còn ích kỷ và khép kín như trước nữa khi mà mở rất nhiều thứ cho bên thứ ba. Cụ thể là với ứng dụng gọi điện, ví dụ trước đây nhé, khi mà chúng ta gọi điện bình thường thì lúc khóa máy trên màn hình sẽ hiện ra thông tin cuộc gọi đầy đủ và toàn màn hình hơn. Còn các ứng dụng khác chỉ hiện ra một ô thông báo nhỏ là đang gọi, thế thôi. Còn bây giờ thì như nhau hết, chưa kể là danh bạ trên iOS 10 sẽ tích hợp cả các dịch vụ gọi điện VoIP khác nữa. Ví dụ như là thằng bạn của bạn dùng cả Facebook, Messenger, WhatsApp và Zalo thì trong danh bạ sẽ tổng hợp cả 3 ứng dụng này cho bạn tùy chọn xem gọi nó bằng cách nào, chứ không chỉ là vào danh bạ là gọi điện trừ tiền nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Và cuối cùng là về ứng dụng nhắn tin iMessage. Đây có lẽ là nâng cấp thú vị và giá trị nhất của WWDC năm nay, với nhiều cải tiến mang lại trải nghiệm thú vị hơn cho người dùng, phá bỏ rất nhiều sự đơn điệu của việc nhắn tin chữ bình thường. Cụ thể ra sao thì có lẽ là mình phải dành riêng một video trải nghiệm cho các bạn xem thôi, chứ nói ở đây thì không thể đủ được dù mình rất muốn. À mà còn một thứ nữa, đó là Apple đã cho phép chúng ta gỡ bỏ những ứng dụng không cần thiết mà họ cài sẵn trên máy. Năm nay thì Apple quá là đẹp trai luôn. Vậy là có thể thoải mái tự do xóa iBook, rồi thì Stock, rồi thì WatchOS linh tinh mà không bao giờ dùng đến. Cuối chương trình thì Apple có dành khá nhiều thời gian để chia sẻ về tương lai và phương hướng tiếp theo của hãng với các lập trình viên, cũng như là hy vọng phát triển mạnh hơn nữa, đưa ngôn ngữ lập trình Swift tới nhiều người hơn nữa, vân vân và mây mây. Vâng, vừa rồi là tất cả những gì đáng chú ý mà chúng ta có trong sự kiện WWDC của Apple đêm qua theo giờ Việt Nam. Toàn là phần mềm mới nhưng cũng có rất nhiều điều thú vị. Chi tiết hơn về các thay đổi mà chúng ta có thì mình sẽ gửi đến các bạn trong những video khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.